Dỗ tin Rose, Blackpink và Lee Do Hyun hẹn hò, thú cưng cả hai làm lộ bí mật. Rose là một trong những thành viên sở hữu lượng fan đông nhất của Blackpink chính vì thế mọi nhất cử nhất động của cô nàng đều được fan quan tâm. Mới đây, chuyện tình cảm của bông hồng nước Úc bất ngờ hot trên mạng xã hội. Trong suốt sự nghiệp của mình, Rose, Blackpink đã vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò với các thần tượng và diễn viên Hàn Quốc. Thời gian gần đây, thông tin Rose, Blackpink có mối quan hệ với Lee Do Hyun bất ngờ gây sốt trở lại trên các diễn đàn. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn đặt ra nghi vấn hẹn hò giữa hai thần tượng. Theo tờ Korea Bu đưa tin, bé cún hanh và ghế un của hai ngôi sao quấn quýt với nhau như hình với bóng trong một cơ sở nhận trông giữ chó mèo. Đáng chú ý, hai bé thú cưng này còn được cho là bạn tình của nhau vì cứ bám dính lấy đối phương. Thậm chí, một bài viết đăng tải tin đồn tình ái giữa hanh và ghế un còn trở nên viral trên mạng xã hội xứ Củ Sâm hút về tới hơn 300.000 lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Trong bài đăng, người viết chia sẻ một clip, đồng thời réo luôn cả tên của Rose và Lee Jo Hyun. Sự thật là cuốn cưng của Rose, Lee Jo Hyun cực kỳ thân thiết, cứ như thể đã phải lòng nhau. Rose và Lee Jo Hyun ấy mà, tôi không dám tưởng tượng họ cùng sống trong một thế giới. Nhưng thú cưng của hai nghệ sĩ lại đặc biệt thân thiết với nhau. Hai bé cún cùng được đưa tới một cơ sở nhận trông giữ thú cưng. Chưa biết Rose, Lee Do Hyun có thân thiết với nhau hay không? Cả Rose và Lee Do Hyun đều là người yêu thích thú cưng, đặc biệt là chó. Hai nghệ sĩ đã nhiều lần đưa hanh và ghế un lên tạp chí cũng như các bài đăng trên mạng xã hội. Hiện tại, công chúng chưa xác định được mối quan hệ giữa Rose và Lee Do Hyun. Nhưng nhờ mối liên hệ chung, công chúng hy vọng cả hai sẽ sớm trở thành bạn bè. Lee Do Hyun sinh năm 1995 trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Anh được yêu thích với vai diễn trong phim 18 Again, Sweet Home, Tuổi Trẻ Tháng 5, The Glory, The Good Bad Mother, Quật Mộ Trùng Ma. Nam diễn viên đã có bạn gái hơn 5 t ủi là Lim Ji -Zion. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2023 sau khi cùng góp mặt trong bộ phim The Glory. Về phía Rose, cô nàng không ít lần vướng tin hẹn hò với các Mỹ Nam, Dung Cúc. Năm 2019, Rose tung bản cover Ice Cloud mừng sinh nhật với ảnh bìa là một bông hồng. Không lâu sau đó, Dung Cúc đã giới thiệu với người hâm mộ hoàng tử bé, câu chuyện kể về một cậu bé sống cùng bông hồng ở hành tinh khác. Từ những sự trùng hợp này, người hâm mộ suy đoán thành viên ban tuyển sinh đang ám chỉ anh ấy và Rose có quan hệ tình cảm. Mark Tuấn, God 7 Tin đồn hẹn hò giữa God 7 Mark Tuấn và Rose bắt đầu rộ lên từ năm 2018. Trong cùng một ngày, trên hai bài đăng riêng biệt tưởng như không liên quan của hai thần tượng, Mark Tuấn và Rose đã chú thích ảnh của họ với cùng một câu, On Me Way. Jeremy Ehrlich Tin đồn hẹn hò giữa Jeremy Ehrlich và Rose bắt đầu từ một bài đăng có tiêu đề có phải Rose và CEO của Spotify đang hẹn hò. Bài đăng tổng hợp những khoảnh khắc bên nhau của thần tượng Quaff và CEO Spotify. Họ bị phát hiện tham dự nhiều sự kiện công cộng lẫn riêng tư và được cho là ở cùng một khách sạn. Cả hai đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố về những tin đồn. Lauren Năm ngoái, vào tháng 5, Rose bị đồn hẹn hò với Lauren, con trai của người sáng lập cổng thông tin điện tử Naverly h -E Có nhiều bằng chứng được công bố chứng minh rằng họ đang trong một mối quan hệ. Tình cảm. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ im lặng trước những tin đồn đang lan truyền. Kang dong -won. Gần đây nhất, Rose vướng nghi án hẹn hò với nam diễn viên Hàn Quốc Kang dong won hơn cô 16 t Ủi. Tin đồn bắt đầu khi hai người bị bắt gặp ngồi gần nhau trong một bức ảnh chụp tiệc tối tại tư gia của Châu Tinh Trì. Bức ảnh được đăng bởi cựu giám đốc sáng tạo của Burberry, Ricardo Tisci. Đáp lại, IG Entertainment đã đưa ra hai tuyên bố trong cùng một ngày với lập trường rất khác nhau. Đầu tiên, IG phủ nhận việc biết bất kỳ thông tin nào về cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong lần thứ hai, họ đã chủ động phủ nhận tin đồn.